cuộc sống hàng ngày, sinh, lão, bệnh, tử là một chân lý không ai tránh khỏi. Bệnh tật là một trong bốn nỗi khổ của con người. Trong cơn đau hành hạ, người thầy thuốc có lương tâm đạo đức phải mang đến cho bệnh nhân một thang thuốc hiệu quả, không lường gạt người bệnh đang đau đớn. Với quan niệm đạo đức này và căn cứ vào kiến thức y khoa Á Đông từ mấy nghìn năm nay truyền lại, công ty dược phẩm gia truyền Super Happy Life xin hân hạnh giới thiệu một số dược thảo đã được thử nghiệm thành công và cứu thoát hàng ngàn bệnh nhân. Thuốc trị gan, giải độc, nhuận trường, lợi tiểu, hạ nhiệt, giúp ngủ ngon. Thuốc trị tiểu đường, giúp cơ thể quân bình lượng đường trong máu. Thuốc tăng cường sinh lực đàn ông bảo đảm 100%, bổ thận, bổ khí, tuyệt đối hoàn toàn thiên nhiên, không phản ứng phụ, không ảnh hưởng đến đường huyết cao hay thấp. Đại bổ đàn bà, điều hòa kinh nguyệt, trị đau bụng, nhức đầu, đau lưng. Thuốc trị phong thấp tê thấp, làm giảm đau nhức các khớp xương và làm thông huyết mạch. Đặc biệt bạch liên trà, dùng làm thức uống hàng ngày, kích thích tiêu hóa, bổ gan, làm tan mỡ dư thừa, đã được khách hàng tín nhiệm trong nhiều năm qua. Mua thuốc hoặc muốn làm đại lý, xin liên lạc. Điện thoại 714-657-3282 hoặc vào trang nhà www.superhappylife.com. Trung tâm Thúy Nga hân hạnh giới thiệu những sản phẩm mới phát hành. CD mới nhất được khách yêu nhạc chờ đón, tiếng hát Mai Thiên Vân, chủ đề Hương Hoài Ngàn Năm. Tiếng hát đã thành công trong nhạc phẩm Nước Non Ngàn Dặm Ra Đi, DVD Huế, Sài Gòn, Hà Nội. Qua mạng lưới toàn cầu, Mai Thiên Vân được đánh giá là một tiếng hát hiếm quý trong cộng đồng Việt Nam trong và ngoài nước, đã thành công qua nhiều thể loại, thánh ca, quê hương ca, tình ca, kể cả tân cổ nhạc. Ngàn năm thương hoài một bóng. Một sản phẩm khác mới phát hành là DVD karaoke Tình Khúc Láng Hương, chủ đề Đường Về Quê Hương, với những nhạc phẩm đã khắc sâu vào lòng khách yêu nhạc trong và ngoài nước như Thành Phố Huế, Viên Kiếp, Kiếp Nghèo, Chuyến Đò Biển Tuyển, vân vân. Giới thiệu đến quý vị thuốc số 56 của công ty Nutrition Depot, nổi tiếng giúp các bệnh trị nội, trị ngoại, trị kinh niên. Xin kính chào quý vị. Công ty Nutrition Depot hân hạnh giới thiệu thuốc giảm đau số 151 và 152. Đúng trên đất Mỹ. Khách USA xin giới thiệu chiếc máy massage chân siêu 11 được thiết kế để massage từ bắp chân cho đến bàn chân. Massage chân siêu 11 với nhiều chức năng massage làm kích thích hệ thần kinh và các huyệt vị ở bàn chân, làm giảm đi áp lực hoạt động của hệ thần kinh. Rất cần thiết cho con người nên trên toàn thế giới cộng đồng có dịch vụ massage có massage chân siêu 11. Bạn không tốn tiền và mất thời gian, quên tại nhà bạn có thể massage bất cứ lúc nào. Vì vậy massage chân siêu 11 rất cần thiết cho gia đình bạn. Nó đem đến sức khỏe và sự thích thú cho gia đình ngay trong lần sử dụng đầu tiên. Gọi cho chúng tôi số 1888 590 8999. Call center chúng tôi phục vụ quý vị 24/24.